Thay vì hỏi bạn bao nhiêu tuổi, mình thực sự muốn được hỏi là tâm hồn, linh hồn bạn bao nhiêu tuổi hơn. Bởi tuổi tác cũng chỉ là những con số chứng minh cho thời gian bạn tồn tại trên trái đất này. Có những người thông thái hơn qua tuổi tác, nhưng cũng có rất nhiều người đơn giản là chết ở tuổi 25 và được chôn năm 75 tuổi. Thời gian không làm họ hiểu biết hơn về chính bản thân mình, về cuộc sống, về cách mọi thứ trong vũ trụ đang vận hành theo những quy luật kỳ diệu. Về việc tìm hạnh phúc ngay từ chính bên trong chứ không phải hướng ra ngoài, về cách đối xử với những người họ yêu thương. Thời gian chỉ làm họ cứng nhắc và bảo thủ hơn với những lựa chọn của chính mình. Họ hiếm khi chịu nhận sai, hiếm khi xin lỗi và hiếm khi chịu mở lòng để học hỏi. Cha mẹ bạn có phải luôn đúng? Không hề, cha mẹ bạn cũng và đã đang sai lầm rất nhiều. Họ có nhiều thứ cần phải học. Họ cũng có rất nhiều tổn thương cần phải chữa lành và họ cũng phải học ngay từ chính con cái của họ. Chúng ta, những người trưởng thành cũng phải nghiêng mình trước lũ trẻ con vì những điều tuyệt vời của chúng có. Ta đi một vòng tròn lớn, tổn thương, trải nghiệm để rồi học ra hạnh phúc thực ra ở ngay trong bản thân mình. Và trái tim ta trước nay luôn thì thầm với chúng ta những điều đúng. Chỉ là ta sợ hãi không chịu lắng nghe và ta phán xét quá nhiều, thành kiến quá nhiều nên chẳng học được những thứ ta cần học. Linh hồn bạn bao nhiêu tuổi? How old is your soul? Ta là người lớn. Không, tận sâu bên trong ta là những đứa trẻ bị cuộc sống làm tổn thương và phải học cách chữa lành. Trong khi trẻ nhỏ như viên kim cương sáng bóng, chúng vô tư, chúng luôn tin tưởng vào bản thân và đơn giản làm theo những gì chúng được mách bảo. Bạn có bao giờ gặp một người mà càng tiếp xúc, bạn lại càng cảm thấy họ trầm ổn, bình tĩnh, tự tại và thông thái. Họ hiểu về bản thân và tôn trọng mọi thứ xung quanh, họ truyền năng lượng và ánh sáng cho mọi người bằng việc tập trung và tự thắp sáng cho chính mình. Đó là một Osho, bất chấp tuổi tác vật lý của họ. Họ đã phải đi rất xa, trải rất nhiều để có được tất cả những gì đang có. Họ có thể không hào nhoáng, họ có thể rất trầm lặng, nhưng bên trong họ là tất cả những tinh hoa và sự thông tuệ đến từ bao kiếp sống. Hãy trân trọng và học hỏi từ họ. Vậy bạn đã bao giờ tự hỏi linh hồn mình bao nhiêu tuổi? Nó có tương đương với độ tuổi vật lý mà bạn đang có hay không? Đặt tay lên trái tim và tìm câu trả lời cho mình bạn nhé. Một số cấp độ của linh hồn để các bạn tham khảo. Infant soul. Linh hồn trẻ sơ sinh là người trẻ nhất, thuần khiết nhất. Giống như những đứa trẻ mới chào đời, linh hồn trẻ sơ sinh tiếp xúc nhiều hơn với sự tồn tại nguyên sơ đơn giản. Nếu bạn là infant soul, bạn là người chân chính, thẳng thắn và không mưu mẹo. Baby soul. Giống như đứa trẻ nhỏ, linh hồn trẻ con tìm kiếm sự an toàn và cảm giác thân thuộc. Vì lý do này, thông thường những linh hồn trẻ con tìm thấy một cảm giác thoải mái trong tôn giáo, nơi tất cả các quy tắc cho sự tồn tại đã được thiết lập từ trước. Nếu bạn là một linh hồn trẻ con, bạn là người có lương tâm, bảo thủ và truyền thống. Young soul. Tâm hồn trẻ theo đuổi sự độc lập, địa vị và thành công trong suốt cuộc đời. Nhiều nhà đổi mới, doanh nhân là những linh hồn trẻ, những người có mục tiêu leo lên hàng ngũ xã hội. Mature soul. Giống như người lớn tạo ra gia đình, linh hồn trưởng thành tìm cách tạo ra sự hòa hợp giữa cá nhân với nhau. Không giống như linh hồn trẻ, linh hồn trưởng thành hiếm khi tham vọng hoặc bị thúc đẩy bởi sự giàu có và địa vị. Nhưng thay vào đó, họ bị điều khiển bởi sự nhạy cảm và mong muốn một cuộc sống đích thực. Nếu bạn là một linh hồn trưởng thành, bạn là một người tự nhận thức, đồng cảm và có khả năng ngoại giao cao. Osho. Ở phía đối diện với linh hồn trẻ sơ sinh, Osho giống như những người già đang dần dần đi xuống và rút lui khỏi thế giới của bản ngã. Mặc dù thường xuyên đi qua như tách rời hoặc không quan tâm, Osho nhận thức sâu sắc về sự phức tạp và nhất thời của cuộc sống. Chỉ đầu tư những nỗ lực của họ vào những thứ được coi là xứng đáng hoặc có ý nghĩa. Nếu bạn là một linh hồn già, bạn là người hiểu biết, cân bằng và có khuynh hướng tâm linh. Và dù bạn đang ở cấp độ nào, hãy nhớ, đây là một hành trình, không ai ở trước hay sau bạn. Bạn không cao cấp hơn hay kém giác ngộ hơn, bạn ở chính xác vị trí bạn cần ở,
nó không phải là một cuộc đua, đó là cuộc sống. Chúng ta đều là những người thầy và những người học trò của nhau. Vậy thì các bạn có thấy tâm hồn của mình đang ở đâu? Hãy cho bọn mình biết ở dưới phần comment nhé. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!